mỗi một cuốn sách này thì nó thông thường ấy, hết một chương nó sẽ có một cái story, thì nó sẽ thể hiện trên nó hết ở trên MP3 này, từng chat một. Cho sách này. Mở file PDF này. Ví dụ đây là một cái sách mình in từ cái file PDF đấy ra. Thì ở đây nó có chat, từng chat một. Đây là story của cái chat này. Thì chat 6 năm thì mình copy chat 6 năm ra. Mình copy ra USB. Hoặc là mình mở trực tiếp trên máy vi tính cũng được. Như thông thường nếu như mẹ nào có đài thì mình học track nào thì mình sẽ mở track đấy vào USB. Đây, mở trong máy tính, khi cái âm thanh của trong máy tính thì bắt buộc con phải nghe tai nghe. Nhưng vẫn không rõ. Nhưng khi mình copy sang USB, trong này có rồi. Thì mình copy xong mình sẽ cắm vào và mình bật lên. This pet can rip. 4. I see an egg in the net. End of disc 1. Hơi ầm. Page 42. E. Listen, read, and check. 1. A kid is on the bed. 2. The vet has a pen. 3. Đây là cái để this cho con tích. Pet can rip. Nghe và xem tích đúng 4. Hay sai. I see an egg in the net. Âm thanh của nó khi end nghe nó rất of disc rất one. Page 42. E. Listen. Read.